Đúng rồi. Rồi, Satoshi đi lượm cái gì vậy? Satoshi hôm nay sẽ lượm quả kim đan cho mọi người xem nha. Ở Nhật, quả kim đan là quả bạch quả đó, là khắp mọi nơi. Đây, ở trên một cái tuyến đường rất là lớn, to luôn á. Bạch quả mọc ở trên đường. Đây, cho mọi người xem, con đường này rất là lớn nha. Dọc cái này chính là cái cây bạch quả, nhưng mà sẽ có cây có quả và có cây không có quả. Đây, nhà Satoshi đang dừng lại tại một cái địa điểm. Đi xem đi lượm bạch quả cho mama coi nào. À, nhà Satoshi đi thu hoạch bạch quả này cho mọi người xem, là Satoshi đi thu hoạch nha. Sao lượm được nhiều quả vậy? Có chi tiết. Đó đó đó. Đúng rồi, đúng rồi, đúng rồi. Đúng rồi, đúng rồi, đúng rồi. Bơi Cái ra này giống như mèn được. cào vậy con. Sao lượm bạch quả đó. Yeah. Con lượm bạch quả về Đây. mình làm Đây ha. đây đây, cái quả bạch quả là như thế này đây mọi người nè. Đó. Đấy, chưa kịp quay con đã lượm hả? Còn Đây, đó, đây, còn đây, đây, đó. đây, đây, đây. Kìa, trong kìa. Sao bơi giống mèo bơi vậy? Cây này, nó chuỗi hết lá rồi mà nó vẫn Đây, còn đây, nguyên đây, trái. đây, 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 đây. Trời ơi, Đó. nó còn chi chít luôn rồi. Wow, để mình coi cho quay cái cây cho mọi người xem nha. Là sắp tới thu hoạch đã rồi. Ủa, Bây giờ lên. con ếch. Đây đây. Trong Không. ấy. Bây giờ là cuối của mùa bạch quả rồi, bây giờ nó rụng hết Con thấy rồi. không nè? Bạch quả ở đây nữa sao tôi xin này, ủa cũng nhiều này đó. Này là đợt cuối rồi. À, đó, đúng rồi, sao dơ cho mày coi, mày coi coi. Giữa Quả nó không to luôn ghê rồi. trên này. Nó ngã tay ra đó. Rất là to luôn nha. Ok. Quả này còn to hơn ở siêu thị bán nữa sao tôi xin ha. Này. Cái cây bạch quả nó trụi lá luôn rồi đó. Quả nó vẫn còn chi chít ở trên này. Đó. Wow, ba mở bạch quả cho mọi người xem, nó ra đằng đó nè nè. Ba xoay đi tầm tầm. Con coi kìa, con ba mở vô kìa. Nè. Ui, to, to. Wow, sư ơi, ok. Cái mùi mở ra nó hơi thông thủng anh hả? Đó. To chưa? Mùi nó thông thủng lắm. Đó. Đây. Bạch quả đây đó. To hơn ở trong siêu thị bán luôn á. Ơ ờ, siêu thị đúng rồi, sao tôi chưa trời ơi. Mà sau đây nó đầu nó nhọn hoắt kìa ha. À. Sâu dọn chưa? Đó, Siêu đây là thị quả thì bạch nó quả. tròn tròn hơn. À, thấy đó, to chưa? Lắm. Để sợ chưa? Rất là to luôn so với con tay của Nó papa dơ nha. á con. Để về rửa đã. Đây, bỏ vô. Bỏ vô bịch. À, cô đây đúng rồi, bỏ đúng rồi, đúng rồi. Sao cái bỏ với túi đi. Lát nữa mình về mình sẽ làm món chè bạch quả. Hoặc là mình làm xôi bạch quả. Sao tôi xin luyện chăm chú luôn. Yeah, đúng rồi, đúng rồi, đúng rồi, đúng rồi, đúng rồi, đúng rồi, rồi tay. Wow, sư gôi nè. Trời, nếu mà mình đi đúng cái mùa của bạch quả mà nó rụng nữa là thôi luôn á anh thấy. Trời, nó khắp khắp đầy đường luôn á. Trên cây còn một đống nữa kìa, chưa chích, chưa chích rồi. Nè. Lá rụng hết rồi mà vẫn Đó. xuống tay đường Đó, xe nó đó ngay ngang cái qua chùm mình chùm đó. chùm luôn á kìa. Ôi, bạch quả nó nằm dọc, chạy dọc ngay cái thân cây luôn á. Wow, sư ơi, mọi người nhìn nè. Wow. Sư ơi nè. Quá trời, nó đậu kìa. Nó bám trên cái bạch quả nó nằm dọc ngay cái thân cây luôn, nó dọc cái chùm dâu vậy á. Đó, nhưng mà cây thì trụi lá hết rồi đó. Ồ, sư gôi nè. Gôi. Cây bạch quả này phải vào mùa thu, mùa đông thì nó mới bắt đầu rụng nữa. Bắt vào mùa từ mùa thu là bắt đầu có. Ôi, ở đây rất nhiều quên này. Nếu mà nằm bên ngoài là mọi người lượm hết rồi, sao thấy lượm được không? Đó, đó, sao thấy không? Được không? Thấy thế nữa. Để, ừ, hay, hay, hay. Yeah. À hay hay hay. Satoshi lượm đã hay quá, sư ơi. À, bỏ trong cái túi hả? Bỏ cái túi của con hả? Rồi, lượm tiếp con nữa kìa con. Đó. Nó cả gì vậy?
Ôi, đã được cái thế luôn. Yeah, sự gọi là ít bay hết. Sao xin đi đi thu hoạch bật quá nhiều hả? Kia kia ba ba lượm ra cho con nghe. Wow, ít bay, sự gọi là. Sao xin kia ba ba lượm ra cho sao xin kia? Con đẹp đó rồi. Sao bỏ vào, bỏ vào trong cái túi của sao xin kia đó. Nhiều ha. Bình thường là mọi người cũng có, thỉnh thoảng mọi người sẽ đi nhặt. Cây này rất là to. Mà mấy bán một hộp vừa vừa là cũng khoảng 400 mấy 500 mấy nghìn. À, một hộp vừa vừa hả, khoảng mấy trăm gram anh, 200-300 à? Chắc cỡ đó. Hai cỡ 200-300 gram á, là khoảng 400-500 yên á. Đó. Nhưng mà đi lượm vui hơn hả con ha? Dạ. Yeah. Trời, nhà Satoshi khám phá được ra được một cái cây bạch quả gần nhà rất là to luôn. Ôi sư ơi, sao lượm được khá là nhiều bạch quả luôn á. Ở trong mọi người không lượm được, chứ ở ngoài là mọi người lượm hết sạch rồi. Đấy, gia đình mình cũng đi qua thấy một ông tuổi hơi lớn lớn, ông lượm mấy bịch luôn, to lắm. Ôi sư ơi, đây sao tôi xin papa mới dữ. Yeah, đây và cái cây này chính là cái cây bạch quả đây, cái lá rất là đẹp và vàng rực, chính là cây của bạch quả. Dạ sư ơi. Yeah. Wow, sư ơi. Đấy, cái lượm lát nữa dọn lại nha, lát nữa sao tôi sẽ dọn nó lại ha. Lượm bỏ vô, bỏ nhanh. Quá đi bye sư ơi. Thu hoạch cũng được một khá bạch quả đây. Bạch quả ăn cũng khá là tốt cho sức khỏe, nhưng mà không nên ăn nhiều. Rồi Satoshi à? À Ipai nha, Satoshi thu hoạch nhiều ha. Papa lựa Mochasasa bỏ này. Papa bới Satoshi lượm. Đây coi bể mặt chăm chú rồi Satoshi lượm rồi. Yeah đi. Ủa Ipai, quá xinh rồi, sẽ được một bịch luôn à. Sư ơi, đây, nhiều hả? Ừ, ít tay đó, sao thì khoái chí lắm. Ba đi hiểu rồi, qua cách ạ. Hay, con bỏ vào đi, hay. À, đây nữa. Ừ. À, sao con biết rồi? À, sao con bỏ được nhé, qua sư ơi. Con bỏ vào nhanh. Nhiều quá trời luôn. Con qua đây vậy? Cái đường này nó rộng lắm. Con. Cây bạch quả nó nhiều lắm, dọc tuyến đường này. Toàn là cây bạch quả. Quá trời luôn. Ờ, con lượm cho ba. Sao lượm đi. Quá sư gôi. Papa nhặt nó trên lá cây luôn nè. Quá sư gôi, ipai nè. Nó rớt ở trên đây, tại cái cây này có cái bụi á. Nó rớt ở đây. Đó. Papa nhặt cũng được khá là nhiều luôn kìa. Nó rớt ở trong cái cây này cũng nhiều nữa anh ơi. Trên cái gì á? Trên này mà nhiều gan hả? Wow, papa lượm đầy luôn. À, ít bái. Hai. À, trên cây á, Satoshi hả? Satoshi ha. Còn cái lá luôn kìa. Đó. Satoshi, bỏ vô. Rồi, hai. Bỏ vô. Ở trên hả con? Nhiều quá rồi. Quá, wow, nhiều quá. Mới một cây thôi mà nhiều vậy. Ừ, đây là một cây thôi đó. Trời, mình vào đúng cái mùa mà nó rụng nữa thôi luôn á. Lại đây cuối mùa đó. Sao quấn nè. Thôi sao thì bye bye đi. Bye. Mi gió coi. Chụp. Cảm ơn mọi người đã theo dõi nha. Satoshi sẽ đi về nấu bánh quả cho mọi người xem nha. Yeah đi. Yeah.